Chào các bạn, sau những sóng gió mà Sony Xperia Z rồi Ultra Z đã gây ra, thì giờ đây, trên tay tôi là một cơn bọc mới Z1. Đây là sản phẩm rất được quan tâm từ khi nó chưa ra đời. Có rất nhiều lời đồng thổi về sản phẩm này, thì sau một thời gian dài chờ đợi, Sony đã chính thức trình làng chiếc smartphone được cho là chuyên chụp ảnh của mình, với tên gọi là Xperia Z1. Theo mình nghĩ đây được xem là cái phiên bản nâng cấp của chiếc điện thoại smartphone Xperia Z mà Sony ra mắt hồi tháng 1 vừa qua. Được cho là tập hợp tất cả những cái tinh hoa công nghệ từ Sony, Xperia Z sẽ mang lại cho chúng ta điều gì đây? Mời các bạn cùng mình mổ xẻ cái sản phẩm này xem nó có đúng như lời đồn hay không. Cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc điện thoại này là nó khá là nặng. Tuy có màn hình 5 inch giống với Xperia Z nhưng mà Xperia Z1 lại nặng hơn nhiều so với uh, Xperia Z 170 g so với 146 g. Điều này cũng khá là dễ hiểu khi mà Z1 được bao quanh bởi một cái bộ khung bằng nhôm nguyên khối. Chính vì thế nó giúp cho máy có cảm giác chắc chắn và cứng cáp. Cũng như nếu mà bạn cầm thì, thì sẽ rất là dễ dàng hơn. Các anh em smartphone khác trước đây của Sony có các cạnh khá là sắc, nhưng khung nhôm của Z1 được bo tròn, mỏng và mềm nên khi mình cầm nó không cho mình cái cảm giác bị cấn hay là bị đau tay Thậm chí mình còn thấy nó có chút gì đó có vẻ sang trọng hơn Các nắp đậy, các cổng kết nối cũng được làm bằng kim loại và được thiết kế giống với màu của khung Nên khi gắn vào các bạn sẽ thấy nó rất là liền lạc Sony cũng cải tiến cái thiết kế của chiếc nắp này Ờ, nên thao tác đóng mở nắp rất là dễ dàng và chính xác. Điều này sẽ giúp cho khả năng chống thấm nước của Z1 rất là tốt. Z1 có nút nguồn được thiết kế bằng kim loại nhìn rất là bắt mắt. Mình thì mình rất thích cái kiểu thiết kế này, kiểu như nhìn nó thanh mảnh, nhỏ nhắn xinh xắn. Hơn rất nhiều so với các nút nguồn của các đàn anh của nó Tuy nhiên khi mà mình bấm thì nó có cái cảm giác hơi khó một tí Vì nó được thiết kế nhỏ Hình như điều này cũng ảnh hưởng tới cái độ đàn hồ của cái nút bấm này thì phải Theo như hãng công bố thì mặt trước và mặt sau của máy được làm từ kính cường lực siêu bền Rồi nào là được giữ vững với nhau bằng khung nhôm liền khối và được thiết kế rất là tỉ mỉ theo mình thì cũng đúng là kính cường lực rồi liền khối chế tác tỉ mỉ thiệt đó nhưng mà mặt kính lại bị trầy các bạn ạ à. đây là một điểm uh, trừ khá lớn nhưng theo mình nghĩ nó không phải là vấn đề vì ai xài smartphone thì đa số cũng dùng đến miếng dán màn hình nói đến miếng dán màn hình thì xin báo cáo với các bạn là miếng dán màn hình của thế di động hơi bị được đấy nếu các bạn quan tâm thì có thể hỏi khi mà mua sản phẩm. Mặt trước của Xperia Z1 là màn hình 5 inch. Tuy vậy mình thấy không thực tế là như vậy vì cái đường viền của nó khá là rộng và mình nghĩ nó sẽ không phải là full 5 inch. Màn hình có độ phân giải full HD 1920 x 1080 pixel. Sử dụng công nghệ X uh, Ready Mobile Julia Mod giống như uh, trên các dòng TV cao cấp của hãng. Điều này sẽ đảm bảo cho chất lượng hình ảnh được sắc nét nè, rồi trung thực, màu sắc ấn tượng. Nếu so với Z thì Z1 không làm mình thất vọng tí nào. giống với các đằng anh Xperia Z Z1 cũng có khả năng mình gọi khả năng này là cái khả năng nhúng nước riêng về cái khoản này thì mình rất là thích nhúng nước các sản phẩm của Sony khả năng chống nước này rất chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế IP55 và IP58 nhờ thiết kế rất kín đáo nên sản phẩm cũng có thể tắm sâu khoảng 1,5m trong vòng 30 phút nếu bạn thích đi chơi sông nước hay là chơi biển thì việc mang theo chiếc smartphone này hoàn toàn là không có gì gọi là đáng ngại. Bạn sẽ tha hồ chụp ảnh và quay phim dưới nước. Hơn nữa, Sony Xperia Z1 đã loại bỏ cái việc thiết kế là nắp đậy cho cái jack audio 3.5 giống như Z. Thay vào đó, chính bản thân cái jack này đã có khả năng chống nước rồi. Đây là một điểm cộng cho sản phẩm này. Bên trong Z1 là bộ xử lý loại tứ với chip mới nhất Snapdragon 800 của Qualcomm. Nó có tốc độ đáng ngạc nhiên là 2.2 GHz. So với Galaxy S4 thì có vẻ chiếc điện thoại của Samsung hơi bị lép vế với tốc độ chỉ 1.9 GHz. Sony sử dụng bộ nhớ RAM là 2 GB, bộ nhớ trong khá rộng rãi là 16 GB và có thể nâng cấp bộ nhớ ngoài lên đến 64 GB. Tuy không phải là hệ điều hành mới nhất phiên bản 4.3 nhưng Android 4.2.2 Jelly Bean vẫn chưa hề nguôi độ nóng và vẫn khá hấp dẫn với người dùng. Giao diện bên trong đã được Sony chỉnh sửa khá nhiều và đôi nét giống với Xperia Z. Nó cho phép người dùng tùy biến thuận tiện dễ dàng. Với cấu hình này thì bạn sẽ thoải mái check mail, lướt web, xem video và đặc biệt là chiến các cái game nặng trên thị trường. Camera chính là điều không thể bỏ qua khi nói đến thiết bị này Cũng chính nhờ chi tiết này mà nó trở nên khá là nổi tiếng Một cách rất là nhanh chóng Sony đã chịu chơi khi trang bị cho Z1 bộ cảm biến s RS 1 trên 2.3 Lên đến 20.7 megapixel Và nó trở thành thiết bị Android có độ phân giải camera lớn nhất hiện nay ngoài ra chiếc camera này còn có ống kính G của Sony và bộ xử lý ảnh BIONZ đây là những cái chi tiết ta thường thấy trên các cái sản phẩm máy ảnh của Sony với nhiều chế độ chụp cùng với hiệu ứng độc đáo chắc chắn sản phẩm này là thiết bị không thể nào bỏ qua cho các cái tín đồ đam mê chụp ảnh mình sẽ có một cái clip mẫu sẽ chi tiết hơn về cái camera khủng này mời các bạn đón xem nói tóm lại sản phẩm này mình khá là thích vì kiểu dáng nè rồi còn cái thú thích chụp hình dưới nước nữa tuy có vài điểm trừ nhưng đây là chiếc smartphone đáng đồng tiền bắt gạo cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm xin mời các bạn đến các hệ thống cửa hàng siêu thị thế giới di động để tìm hiểu thêm xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau